Hôm nay cả gia đình mình sẽ tới một bãi biển rất là nổi tiếng ở thành phố Melbourne. Hôm nay mình thấy ở đây có nhiều chiếc thuyền nè, họ có những cái trò chơi ha, rất là đông vui vào cuối tuần nè. Mọi người buổi sáng sớm rất là đông, mình thấy họ đạp xe đạp và họ chạy bộ rồi tới biển. Ngoài kia là có một cái cầu đi ra xa ra biển. Ở đây là một cái nhà hàng. Ôi, mình thấy có mấy em bé em nhỏ đang nhìn. Mấy con chim hải âu. Xa là những du thuyền đậu ngoài đó. Cả gia đình mình sẽ đi ra cái chân cầu này chơi, hóng gió biển buổi sáng sớm. Ô, bên đó người ta tắm ở đó rất là nhiều. Ở đây có một cái gia đình đang tắm hả? Những gia đình đạp xe đạp ha. Thế này. Cái này này. Rồi, cái gì này. Ở đây có một người cha ha, đang bơi. Con ngồi ha. Dính được vài con cá. Ôi, dưới đó có một con sứa bự. Con sứa nè. Con sứa rất là bự nè. Đang trôi.
Ở đây biển rất là thanh bình ha. Ta đang chơi lượn dù trên đằng kia kìa. Đây mình thấy những cái gành đá nè. Mình thấy ở dưới nước á có rất là nhiều con mussel á. Mình gọi Nam gọi là con chim chép á bạn. Rất là nhiều dưới đó, nó bám vô mấy cục đá rong rêu á. Mấy gành đá này nè. Ông đó ông lại câu tiếp rồi. Biển nè. Mình thấy nãy giờ có một cái hội mà người ta đi lượm rác ở dọc bờ biển nha mấy bạn. Ở đây á có một bạn trẻ đi theo lượm rác. Ở đây người ta giữ gìn sạch sẽ ha. Mình thấy có mấy em chó dễ thương nè, lùng lùng nè. Dễ thương đó. So cute. Nó nhỏ xíu à. Ở ngoài kia người ta tắm biển. Một tí xíu mình sẽ đi ra đó, mình sẽ tắm biển ngoài đó. Còn bây giờ mình sẽ đi dọc vào biển này. Rất là lớn. Mình thấy một bạn trẻ cũng đang đi lượm rác á, mặc áo màu cam á. Rồi, người ta chơi lượn dù nè. Những chiếc liều ha. Họ chuẩn bị họ bay à. Gió bữa nay rất là mạnh bởi vì họ chơi những cái chơi dù lượn nha. Đó chuẩn bị chơi à. Họ căng theo cái hướng gió ha.
tao muốn mua cũng không có ai bán.